lấy xe ra kiểu gì đây? Gửi cho tôi số điện thoại và định vị của biển số xe. Ok, một nốt nhạc. Sao? Ý lão giờ như nào? Cho tôi sang tháng, tôi xin các người. Mấy lần sang tháng rồi? Vào đây cho tao. Xin lỗi ông ạ, rồi ra dắt đống xe anh nhanh. Mấy thằng tụi bay, lo kiếm việc tử tế mà làm đi. Nhanh còn kịp. Hay đụng nhầm người rồi. Em xin lỗi anh.